nguồn gốc xuất xứ, không được kiểm soát chất lượng, hun sấy bằng lưu huỳnh, rồi tuôn ra thị trường. Đồng dược chữa bệnh và nguy cơ trở thành độc dược. Kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình chống buôn lậu hàng giả bảo vệ người tiêu dùng cuối tuần. Thưa quý vị, với tình trạng bệnh tật được phát hiện ngày càng nhiều như hiện nay, thì chỉ riêng tại nước ta thôi, ước tính có khoảng 70.000 tấn dược liệu được tiêu thụ mỗi năm. Trong đó thì phải có tới 80% là hàng nhập khẩu. Thị trường đông dược thì vẫn đang tồn tại rất nhiều những bất cập trong quản lý chất lượng, khiến cho những người làm ăn chân chính thì lao đao, gian thương thì lợi dụng để kiếm lời. Còn với những người bệnh thì sao? Những chất thuốc đắng của họ giờ đây càng đắng hơn nữa khi mà chúng không những không trị được bệnh tật mà thậm chí còn khiến cho họ tiền bất tật mang vì ngộ độc. Vàng mắt, vàng da, cơ thể mệt mỏi. Cả tháng nay, bà Hà Thị Kho ở Thái Bình phải nằm điều trị ở trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội trong tình trạng bị suy gan do nhiễm độc. Thế nhưng, chất độc không phải đến từ thức ăn, nước uống mà lại đến từ chính những viên thuốc đông y này. Tự bỏ con rau mua cho, thế là về uống là khỏi, phải ti cái đầu gối nè. Phát hiện là nó giải vàng thôi. Thế xong 3 ngày, xong đến ngày, cháu nó đi về, nó cháu ngoại nó về nữa. Vì cứ cho bà đi bệnh viện, khi mắt là vàng, mặt là vàng, da là vàng. Thuốc được giới thiệu là chữa đau đầu gối, nhưng bên ngoài lại chẳng có bất cứ một thông tin nào về thành phần và cách sử dụng. Trong khi theo bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, giám đốc trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai, thuốc đông dược hiện nay có vô vàn chất khác nhau. Nếu không được kiểm định rõ ràng thì người dùng dễ bị nhiễm độc. Bán thuốc không có thông tin gì cả, hoàn toàn không văn bản giấy tờ gì cả. Đấy. Và chúng ta chỉ tìm được một số cái chất định hướng phổ biến. Đấy, còn rất nhiều các thành phần khác, kể cả chúng ta không xét nghiệm được, đều có thể gây viêm gan. Bác sĩ Nguyên cũng cho biết, hàng năm tiếp nhận hàng trăm những vụ ngộ độc thuốc đông y tại trung tâm chống độc. Trong đó nổi lên tình trạng ngộ độc arsen, lưu huỳnh, đặc biệt tình trạng ngộ độc chì do thuốc nam ở trẻ em. Không chỉ là ngộ độc, nhiều trường hợp còn dẫn đến tử vong, như vụ việc ở xã Chí Công, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Sau khi uống chính thang thuốc của mình, một thầy lang đã bất ngờ tử vong. Bệnh nhân của ông trước đó cũng dùng thuốc thì phải đi cấp cứu. Đặc thù của ngành sơ chế thuốc nam là đa số các hộ sản xuất theo phương thức truyền thống, sản xuất sơ chế thì hoàn toàn thủ công. Trong quá trình thực hiện chương trình này, thì nhóm phóng viên của Trung tâm Tin tức VTV24 đã tận mắt chứng kiến quá trình sơ chế dược liệu bằng lưu huỳnh. Họ đã dùng với liều lượng và cách thức như thế nào mà dẫn tới nhiều người bị ngộ độc lưu huỳnh tới như vậy? Và đây là những gì mà chúng tôi đã ghi nhận lại được. Làng nghề sản xuất thuốc đông dược truyền thống ở huyện Khoái Châu, Hưng Yên. Nguyên liệu được chất đống trên đường đê. Sau khi được cạo vỏ, các loại củ được sấy khô bằng phương pháp thủ công. Vô số các lò sấy được dựng lên sơ sài như thế này. Theo tiết lộ của người làm, để bảo quản, chống nấm mốc, côn trùng, thì các lò làm thuốc ở đây đều sử dụng lưu huỳnh, cách gọi khác của diêm sinh, một hóa chất hóa học độc hại để xông khô. Cái này là chất gì đây? Chống mốc chống thôi. Không đong đếm, cũng chẳng có ai kiểm soát liều lượng. Diêm sinh được người làm tùy tiện ước lượng rồi đổ ra chậu nhôm, châm lửa đốt như thế này. Chưa đầy 5 phút, lượng lớn diêm sinh nhanh chóng bén lửa được người đàn ông này đưa vào từng lò hun đã chất đống dược liệu rồi phủ kín bằng các tấm bạt. Rất nhiều diêm sinh đã được đưa vào bên trong để hấp toàn bộ cái số sắn ở trong cái lò hấp này. Và có mặt tại đây rất là tức ngực, khó chịu bởi cái mùi hắc đang bốc lên rất là mạnh. Tại làng nghề này, việc sử dụng lưu huỳnh để sao chế, xông khô thuốc đông dược trở nên rất phổ biến. Nếu dùng với liều lượng lớn, thuốc để được vài năm mà không bị nấm mốc. Đã nói về cái hàng thuốc thì ở đâu cũng vậy, bất cứ ở đâu cũng phải qua cái lưu huỳnh. Đấy là nói thật. Nếu không có lưu huỳnh thì mình không thể giữ được cái hàng này, không thể bảo quản được. Không có lưu huỳnh thì không thể bảo quản được đông dược. Đó là khẳng định của những người làm thuốc ở Khoái Châu, Hưng Yên. Thế nên, việc sử dụng lưu huỳnh như một lẽ dĩ nhiên và chẳng ai quan tâm đến liều lượng khi sử dụng cũng như mức độ độc hại của nó. Trong các phóng sự trước đây của Trung tâm Tin tức VTV24 thì quý vị cũng biết được là chúng ta có thể dễ dàng mua được lưu huỳnh ở chợ. Giá 1kg bán lẻ rơi vào khoảng 50.000 đồng và chúng tiếp tục được chia nhỏ bán theo nhu cầu của người mua.
Tất nhiên là chẳng có một hướng dẫn sử dụng cụ thể hay là khuyến cáo nào liên quan tới sức khỏe của người dùng trong những gói lưu huỳnh trôi nổi kia. Vậy thì bây giờ các chuyên gia y dược sẽ cho chúng ta biết rõ hơn. Bởi vì khi S2 và khí độc nó lại nặng, cho nên khi nó cháy xong rồi thì một phần nó đã tiếp xúc được với cái củ ở trong đó, cái vật thể trong đó rồi, thì còn thừa ra nó sẽ tạo ra môi trường, và những người nào bình thường có thể hít vải có thể bị bệnh về phổi, hoặc là bị bệnh về cái niêm mạc mũi, bị viêm niêm mạc mũi, hoặc là nếu mà trong mắt thì người ta sẽ có thể bị viêm cái niêm mạc mắt, vân vân. Song với cái liều lượng bao nhiêu thì hiện nay là Bộ Y tế cũng còn đang chưa quy định cụ thể là hàm lượng bao nhiêu lưu huỳnh thì được phép đối với từng dược liệu, để cho người dân là những người ta chế biến người ta có thể biết. Chứ hiện nay người ta song là người ta song gần như là vô liều lượng. Nếu như mà dùng thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng. Arsen hoặc cái lưu huỳnh đó là những chất là nó làm chất độc. Đấy. Đặc biệt là những kim loại nặng, đấy, những kim loại chì, acid tinh nhân hoàn toàn không có giá trị về mặt vai trò trên cơ thể và chỉ có hại cho cơ thể. Cho nên dùng những thứ hoàn toàn có độc. Những người bệnh dùng thuốc có lưu huỳnh bị nhiễm độc đã đành, thì những người sản xuất chắc chắn là sẽ cũng trong không thể nào tránh khỏi được những tác động lâu dài tới sức khỏe được. Thực tế thì không chỉ có lưu huỳnh được dùng trong bảo quản dược liệu, cơ quan chức năng hiện còn đang đau đầu với nguồn dược liệu nhập lậu từ Trung Quốc. Và đối với nguồn hàng này thì chất lượng dược liệu hoàn toàn bị bỏ ngỏ. Xã Ninh Hiệp, Hà Nội có hàng trăm hộ dân làm nghề buôn bán sơ chế dược liệu. Những bao tải thuốc được chất thành từng đống, sơ chế thủ công. Nơi có bao dứa để lót, nơi thì thậm chí bày tràn cả xuống vỉa hè. Sao các cô đây chỉ là bán buôn thôi, không có tem nhãn gì hết. Giống gần như là lậu buôn lậu thôi. Những túi dược liệu này được giới thiệu là mang đi tiêu thụ ở nhiều địa phương. Cái này mình đóng một túi để mang đi đâu đấy cô? Cô bán đi Vinh, trở đi các tỉnh à? Các tỉnh. Đâu cô đóng người ta một tạ cơ mà, đóng một bao một tạ thôi. Người ta đến hàng ngày người ta lấy à cô? Cô gửi cho người ta alo, ta gửi ra bến xe, ta chở vào Vinh. Cái nào? Những cái đấy là cửa hàng thuốc à hay là? Cô đang bán thuốc ở Vinh ấy, trong cả Vinh ấy. Không chỉ được phân phối ra các tỉnh, nguyên liệu đông dược ở đây còn được mang ra các cửa hàng ở trung tâm Hà Nội tiêu thụ, trở thành các nguyên liệu trong những bài thuốc gia truyền. Họ ngập theo nhập theo đường mới đấy. Thường là mua ở những điểm. Chủ yếu đấy là toàn của Trung Quốc à? Của Trung Quốc. Phải là hàng chục người, hàng trăm người đi Trung Quốc ấy. Dược liệu được chất thành từng túi xếp ngay ra ngoài vỉa hè. Tìm mỏi mắt cũng chẳng có bất kỳ thông tin, nhãn mác về thành phần, công dụng. Thậm chí đến ngay cả chủ cửa hàng thuốc cũng chẳng dám chắc về chất lượng sản phẩm của mình. Theo kết quả kiểm nghiệm của Cục Y dược cổ truyền Bộ Y tế, có đến 60% dược liệu trên thị trường không đảm bảo chất lượng. Trong số các mẫu không đạt chất lượng, 90% nguồn gốc từ Trung Quốc và đa số đều nhập lậu vào Việt Nam, không có kiểm soát chất lượng khi nhập khẩu. Khoảng 60% dược liệu sử dụng trong lĩnh vực đông y dược kiểm tra cho biết là hàng kém chất lượng và phần lớn là nhập lậu. Ban chỉ đạo 389 quốc gia cũng cho biết là tình hình nhập lậu đông dược đang diễn biến vô cùng phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi. Và đây là một số vụ việc bị bắt giữ cũng như là những đối tượng nhập lậu đã khai nhận chiêu thức để qua mặt cơ quan chức năng. Nguyên liệu thuốc bắc không có hóa đơn chứng từ hợp lệ. Toàn bộ số hàng hơn 10 tấn dược liệu chứa trong các bao tải này đều có nguồn gốc từ Trung Quốc. Công an quận Hoàng Mai, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường và quản lý thị trường Hà Nội đã phối hợp kiểm tra và bắt quả tang xe chở hàng đang trên đường vận chuyển về Hà Nội tiêu thụ. Theo lực lượng kiểm tra, để qua mặt được cơ quan chức năng từ Lạng Sơn về đến Hà Nội, đối tượng vận chuyển đã mua hóa đơn hàng nông sản nhập khẩu để hợp thức lô hàng đông dược nhập lậu. Trong khi việc vận chuyển thực hiện vào đêm tối khiến cơ quan chức năng khó kiểm soát. Các cái đối tượng vận chuyển qua các đường rừng và qua cái đường mà các lực lượng chức năng không kiểm soát được, cho nên là chúng đã vận chuyển và thông qua như thế thì mới tập kết được về Việt Nam. Và qua đường
khi mà không được kiểm soát thì các đối tượng đã lợi dụng vào đêm tối này. Cái hai nữa là dùng các cái xe bịt kín này và chạy vào trong buổi đêm ban đêm để tránh cái sự kiểm tra kiểm soát của các lực lượng chức năng. Chủ số hàng này là công ty cổ phần Ngũ Phúc Hội, trụ sở ở Lạng Sơn. Riêng năm 2015, công ty này đã vận chuyển chót lọt khoảng 160 tấn dược liệu nhập lậu đi phân phối ở Hà Nội và nhiều tỉnh thành. Để nhập lậu chót lọt, doanh nghiệp dùng chiêu thức đổi biển số xe chở hàng. Khi bốc xếp hàng hóa, xe dùng một biển số. Đến khi chạy trên đường về Hà Nội, lái xe lại đổi biển số khác. Cục Y Dược cổ truyền còn cho biết, có vụ việc khi chạy từ Lạng Sơn về Hà Nội, lái xe thay biển số tới 6 lần để qua mặt cơ quan chức năng. Các mẫu kiểm nghiệm từ cơ quan chức năng cho thấy là có nhiều loại lá cây, rễ cây không có một chút dược tính nào. Và thực tế đáng buồn là phần lớn hàng kém chất lượng lại vẫn có đất sống khi tuồn ra thị trường tiêu thụ, thậm chí là vào được trong các bệnh viện để bán cho những người bệnh. Và câu chuyện bất cập trong việc quản lý thị trường thuốc đông dược sẽ được chúng tôi tiếp tục phản ánh trong bản tin chống buôn lậu hàng giả bảo vệ người tiêu dùng của tuần sau. Xin mời quý vị cùng quan tâm theo dõi. Đến đây thì chương trình của tuần này xin được khép lại. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị. Tôi sẽ từ chối cửa hàng ăn uống mất vệ sinh. Lương Trần tôi không cho phép kinh doanh và cung cấp thực phẩm bẩn. Tôi không lựa chọn thực phẩm không rõ nguồn gốc cho gia đình. Tôi không dùng hóa chất để trồng trọt và chăn nuôi. Nói không với thực phẩm bẩn.